Hello. Bóc bánh trưng mình nhé. Đây, bánh trưng nấu lắc. Nhà còn bánh chưng ông Đức. Trong này là bánh chưng Đức, bánh chưng gói là gù đấy, no. Ngoài mình là gói vuông á. Không ai biết gói phải không? Bánh chưng ngoài mình là phải vuông. Cơm rồi em chín chắn của anh hả? Cái bẻ của anh nữa. Làm cái bánh chưng, miếng bánh chưng chưng sau Tết rồi. Này. Mình chưng miền núi. Mình chưng miền núi sau Tết. Ôi. Anh đang bóc cái bánh này. Bánh chưng nhà mình. À.
để anh bóc cái bánh. Được rồi, để bóc nốt này. Có cần xào rau gì nữa không? Hả? Còn một tí rượu này từ trước Tết rồi chắc vẫn còn lên lắm. Bên này. Trưng miền núi bên tớ này. Mời bạn thưởng thức nha. Đây là bánh chưng miền núi, bánh chưng miền núi quê tớ làm. Chỉ này này, cái này nó không còn mới nữa, nó được 2 tuần rồi, nó mới. Đấy, nó hơi cứng nên luộc lại. Nó nóng để ăn. Làm miếng ấy. Chừng này chấm một tí nước mắm nó mới ngon. Chấm một chút mắm nó mới ngon. Đây, bánh chưng miền núi quê tớ. Mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Cái này là làm trước Tết rồi. Nhân là nhân thịt. Chưng bốn góc à? Ừ, vuông mà. Không giống như bánh chưng quý bạn đâu. Quý bạn là gù không? Ừ, không dài. Ừ. Đây bánh chưng vuông. Ừ.
Rồi, mời bạn thưởng thức.